rồi rồi, chìm lại các bạn, chìm rất là nhanh luôn nè. Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh YouTube này nha. Hôm nay thì mình đang có mặt ở An Giang, ở ngoài con sông Tiền, để quay cho tất cả các bạn mọi người cùng xem là trục vớt chiếc xà lan ha. Thì chiếc xà lan này độ khoảng 500 tấn các bạn. Chiếc này là chìm tính ra hổm gài là trục vớt gần 1 tháng rồi nhưng mà vẫn chưa lên được ha. Thì bên mấy anh em thợ lặn cũng quá vất vả các bạn. Tại vì cái thứ nhất là nó ở giữa sông nó rất là khó. Thì hôm nay là cái ngày có lẽ là tập cuối rồi đây, cho nên là mấy anh chút sẽ lặt lại, tại hôm gài nó chìm ngấm bên dưới á. Chút thì mấy anh sẽ lặt lại rồi đem vô bờ mấy bơm nước lên. Thì tất cả các bạn mọi người cùng xem cái quá trình trục vớt chiếc xà lan này ha. Thì chiếc này trọng tải độ khoảng 400-500 tấn nha. Đấy, hôm nay là hồi sáng giờ thì qua giờ mấy anh đã làm nổi được cái mình lên này. Đây bên đây thì có hỗ trợ thêm chiếc cần cẩu. Cần cẩu này thì trọng tải cẩu khoảng chừng 70 tấn nha. Cẩu này là cẩu tự chế. Còn cái dàn y phía trên thì cũng khá là cao. Đó, cái máy chạy gần cẩu bên kia này. Đó, bây giờ thì mấy anh đang chuẩn bị cẩu để lặt cái mình lại. Quá khó cho mấy anh em bên đội thợ lặn cũng như cần cẩu các bạn. Thì gần 1 tháng ở dưới nước hổm gài với lại là quá khó. Thật sự mà nói luôn. Thì cái quá trình này mình quay có thể hơi dài, mong các bạn mọi người xem hết để biết thêm cái hành trình trục vớt của mấy anh bên đội thợ lặn với bên cần cẩu ha. Đây, cái máy chạy có kéo cái tời quá khủng khiếp. Cái này là cái Hino 8 nha. Ô Hino Mitsu ta. À cái này không phải Hino các bạn. Ủa không phải Hino mà Hino. Đây kéo dàn tời nè. Giờ đi dài dài phía trước cho mọi người xem nha. Bây giờ mấy anh đang chuẩn bị buộc cái phần ở dưới lên. Ở phía trước mũi lên. Đây là cái phần ở phía trước mũi này các bạn. Giờ mấy anh cái này là chút chuẩn bị lặt ra anh Quân. Ủa cái đó là hàng là gì anh, hay là cái ở cái này cái đít mà phải không? À vậy là mình lộn các bạn, hồi nãy mình nói cái này cái đầu nhưng mà cái này là cái đít ha. Đó, mấy anh đang ngồi lên cái lư ký của xà lan đấy. Nãy mình đang nhìn cái đằng kia. Nhìn đằng kia mình thấy nó nhọn nhọn, cái mũi cũng nhọn nhọn cho nên mình tưởng cái này là cái mũi nhưng mà cái này là cái đít. Mấy anh đang ngồi lư ký nè. Giờ chút sẽ lặt lại gì đây. Đây, anh Mung. Đang chuẩn bị đấu vô đang nghiền lặt lại đây. Quá khó cho mấy anh em thợ lặn gần 30 ngày. Giờ cẩu đang chuẩn bị lên nha. Hành trình trục vớt chiếc xà lan này có thể nói là cả một cái câu chuyện dài các bạn. Chiếc này là chở cát bị chìm ha. Đấy, đằng kia thì anh kia anh đang điều khiển cái tời vô để ngoài lên ha. Đó, điều khiển cái tời để chuẩn bị cho cái phần ở xà lan bên dưới lên. Bây giờ cáp bên dưới đang chạy nè các bạn. Ủa? Móc đi chơi à? Móc rồi. À dỡ lên nó lòn cáp ha, chứ chưa ấy à. Này là mới có dở lên ăn lòn cáp rồi các bạn. Ủa xà lan thấy nó chạy tới ta. À nước chảy. Đây cái gõ ghẻ nó lú lên nữa các bạn. Thì cũng như mình nói là cái cẩu này là cẩu được 70 tấn nha. Các bạn cùng xem cái quá trình cái anh làm coi như thế nào ha. Chắc có lẽ là đó là kinh nghiệm đây. Cái này nó không quay luôn rồi. Đó, anh móc lên đằng lòn cá. Giờ mấy anh bên dưới đang buộc dây vô gì tùm lum hết các bạn. Mấy ngày nay chắc là trong xà lan, đồ trong xà lan nó trôi sạch hết trơn ha. Chắc không còn cái gì bên dưới đâu.
còn chỉ cái những cái sắt đá đồ thì nó dính lại nó ấy thôi, chứ ba cái đồ đạc vật dụng thì chống lẫm chui lũi hết rồi. Bây giờ mấy anh dưới đang dỡ xà lan lên các bạn, hiện giờ thì đang nằm chiều này bẻ chiều này lên luôn ha. Đó, khá là nặng nhọc đây. Lẹ lẹ cái nón này nha, cái nón nặng nha. Nó đang hỏng lên nữa. Nó đang nghe bắt. Đây giờ xà lan đang lên nha. Cẩu đang chiêu bãi nè. Giờ anh Mục mình xuống dưới coi có bị kẹt là tối bên dưới không nha các bạn. Nó lú lú cái cánh của chân vịt lên rồi đó. Đây bây giờ cáp dưới đang chạy lên nghe các bạn. Ở trên cẩu nghe bắt ở trên. Đang chịu bãi ở trên. Đó, xà lan thì xíu nó sẽ úp qua bên kia lại ha. Úp qua bên kia mới tiếp tục là kè vô trong. Kè vô trong bắt đầu tiếp tục là bơm nước ra làm nổi. Thì hôm nay cũng là cái ngày thứ 30 rồi. Nó xà lan đang đi bên kia khá là nhiều đó các bạn. Đây cái mình này, cái đó là cái mũi đằng đó ha, còn cái này là cái lái. Nó lên liền thấy chưa. Đây là nổi lên liền các bạn thấy không. Đó, cái ghe bên đó ủi qua bên kia luôn các bạn. Nó phần chân vịt đưa lên rồi đó. Nó như con cá dâu nằm đây này. Nó lú chân vịt lên rồi đó. Cái chỗ này là cái chỗ cái ngón tay mình là cái chỗ giữa, phần giữa của cái chiếc xà lan này. Đầu bò thì đang lên này. Khá là vất vả. Rồi tối cộng nào mấy thì phải khủng khiếp lắm. Đó bây giờ thì anh dưới đang giờ dây. Giờ dây cho nó cân đối chiếc tàu lại. Cái này phải đòi hỏi cái sự từ ly từ tí và tỉ tế đồ quan cẩn thận đồ rất là quan trọng nha. Xà lan này của mình nó muốn đóng gông nó lủng lỗ các bạn, nó nhâm thôi này. Kiểu giống như là nó bị cái này cũng không ảnh hưởng gì nhiều ha. Không phải là lủng lỗ, xin lỗi các bạn, mà kiểu giống như là nó gỗ vậy. Thì thường cái lượng đi dưới nước thì chuyện đó là bình thường thôi. Giờ mấy anh chuẩn bị là sẽ thêm một cái kịch bản là tiếp theo. Làm gì đây thì các bạn mọi người cùng xem nha. Quá nắng à. Anh thợ lặn nào, thợ lặn nó đang thui lùi hết trơn. Đang như châu Phi các bạn. Thường lặn bên dưới nước rồi bắt đầu cái ở trên thì mặt trời nắng nóng. Bây giờ thì mấy anh đang dời cáp để chuẩn bị cho xích ra phía sau chút ha. Cái phần chân vịt đó các bạn thấy chưa, bánh lái nó cong luôn này. Đó, nó biến dạng luôn không. Đó, giờ thì chuẩn bị xíu đây thì sẽ chuẩn bị cho nó lật úp lại đây. Và này phải nói là kịch tính hấp dẫn này, nhìn không khác gì con cá dôi khổng lồ nằm trên sông ha. Đây các bạn, bây giờ thì xà lan sẽ chuẩn bị úp nha. Mấy anh đang bơm nước ở phía sau này. Thấy cái mấy ảnh bơm nước cái mũi, lộn cái mũi chứ. Rồi bơm nước cái mũi, giờ cái mũi muốn mặt qua bên kia kìa các bạn. Rồi, sao cái mũi nổi, cái lái nó muốn chìm lên kìa. Kìa, xà lan chuyển mình kìa. Kìa. Rồi, má ơi. Kìa, nó giặt cái mình kìa các bạn. Nó cứ nghiêng qua nghiêng lại vậy. Rồi, chìm lại rồi. Bắn lên này. Đang ở dưới đang hạ cáp xuống ha. Đậu phía trước đang hạ cáp xuống này các bạn. Đây, bây giờ thì ảnh cho nó lật lại nha. Cái anh trên kia còn đang đứng cái đó kìa các bạn. Nguy hiểm quá.
Đây phía trước đứng lên này, chân vịt lúc xuống lại rồi. Cho nó chìm lại, đầu cái lôi vô bờ bơm nước ra. Đó, anh đã dời cái tàu định chứa trang bị máy móc thợ lặn đồ ra rồi. Tàu chuẩn bị chuyển mình nha. Quá nắng rồi các bạn. Nắng nãy giờ đâu, khoảng chừng ở đây hiện tại đâu gần 40 độ vậy. Nằm vậy đầu nó lặn qua, nó nằm vậy giờ nó chở lên rồi nè. Thôi chắc chút xíu là nó lặn qua lại. Anh đang bơm nước cho trong cái hầm ra. Bây giờ mấy anh di chuyển ra cái phần đích của xà lan rồi này. Mình cũng chưa biết cái kịch bản anh như thế nào nữa, nói chung là nó như thế nào thì mình sẽ quay cho tất cả các bạn mọi người xem thế đó thôi, chứ bây giờ nó cũng khó mà lường trước được cái tình huống nó xảy ra như thế nào ha. Cái cậu chú gà thì đang cẩu lên hay đang hạ xuống gì đó. Nó nghiêng quá nhiều các bạn, nghiêng đưa cái dép lên luôn nè. Đây bây giờ thì mình đi ra phía trước mũi xà lan đây các bạn. Đây bây giờ thì nãy giờ nó đã nhóm lên khá là cao ha, chút nữa thì sẽ lặn qua bên kia nha. Ở bên kia thì máy tời cẩu đang chạy lên, đưa nguyên thanh lên rồi. Đây các bạn, chỗ này nó sôi dữ lắm rồi. Đây ngay cái mũi này nó sôi nè. Chắc là tính bắn lên hay sao, trời bắn lên chỗ này là mình ngồi là nguy hiểm cực kỳ đó nha. Đây kêu ông Mung đi. Kêu ông Mung rồi Thanh. Kêu ông Mung rồi, sao cái này nó sôi dữ vậy? Quá sôi các bạn, ngay chỗ cái mũi nha. Kêu phiên hành động nha. Nè bên kia máy đợi đang lên. Chúc mình ngồi bên chiếc này để quay cho mọi người xem toàn cảnh là chiếc cần cẩu nó sẽ cẩu lặn úp cái chiếc xà lan lại và cái chiều này lặn bên kia lại ha. Rồi giờ anh tắt cái máy hơi các bạn. Đó, giờ thì mình không dám bước bên kia nha. Bây giờ chiếc cần cẩu chuẩn bị ghe ra nha, ghe ra để chuẩn bị tìm cái vị trí để lặt úp chiếc xà lan lại. Đó, chiếc cần cẩu nhìn khá là dữ dằn ha. Đó, quá trời cá bọng gì tùm lum hết trơn các bạn. À, cái chữ A này thì tự chế nha. Nó giống như một chiếc phà vậy nhưng mà thêm cái cẩu. Nó bắt đầu ảnh sẽ đi ra để tìm vị trí thích hợp để lặt ngược cá voi nằm ngửa này. Trời chưa? Như phiên hành động mà. Cái cẩu chữ A sẽ chuẩn bị đậu vô cái vị trí của mình đây các bạn. Cái chiếc ghe của mình đây thì dời chỗ khác ha. Chiếc cẩu chữ A thì có gắn máy, đi đâu là tự chạy luôn đó. Khi mà đi đâu thì hạ cái cần xuống, chứ để cái cần đó qua cầu cái là xác định luôn ha. Thì bây giờ thì chiếc ghe mình di chuyển đi chỗ khác nha. Còn thể em ấy đây. Dạ. Ừ. Chiếc cần cẩu sẽ vào vị trí này. Đó, các bạn thấy chưa? Giờ nổi lên được một góc là như vậy rồi. Ghe mình đậu dắt bên trong các bạn. Bây giờ thì nửa phần xà lan nó nổi rất là căng động ha. Giờ mấy anh em thợ lặn còn đang làm việc bên kia kìa. Đó, chiếc cần cẩu đã vào vị trí rồi đấy. Anh sẽ đậu đó, đưa cái cần lên, anh dở lên đấy.
đây phía ngoài kia thì bắt đầu cần cẩu đang nhóng lên các bạn. Nãy giờ thì đấu nối cáp đồ tùm lum trong đó ha. Bây giờ thì mình đang đi bên đây cho nó cách xa ra để quay toàn cái góc cho mọi người xem cho dễ thấy hơn này. Trên kia thì còn hai anh thợ lặn đang còn ở trên cái đít xà lan phía sau. Quá nặng. Cái xà lan cái phà nó bê giữa rồi đó các bạn. Rồi. Ủi lên nha, ủi cái phà cho nó ngang lại. Cũng rất là khó, rất là nặng nha các bạn, chứ không phải là chuyện chơi đâu. Đây mọi người cùng xem này. Hết sức có thể các bạn nhưng mà vẫn chưa thấy gì ha. Nó phật rồi đó, nó phật rồi đó. Nước ở trong này nó sôi ra này các bạn. Kia thấy im hơn nha. Dạ, bên này thấy im hơn. Các bạn nó sẽ ốc qua này, lặn qua này. Ủa sao ông Mung còn ở trên đó ta? À vậy ha. Đứng bên kia là bình thường ha. Nó trả lên nữa các bạn. Nghe thì người kia kìa. Rồi khá hơn. Anh kia anh ra tín hiệu cho chiếc là cần cẩu nhóm hết ga lên. Quá quá nặng, chưa thấy gì luôn. Quá cái này chiếc này không biết nặng bao nhiêu tấn sắt anh ha. 110 mấy tấn sắt ha. Cẩu 70 tấn các bạn. Ủa vậy mình cẩu vậy là bắt đầu dòng vô luôn anh ha, là bơm nổi ngày luôn. Đấy, để bơm nổi luôn. À rồi mới dòng vô ha. Nửa phần nữa rồi đây các bạn. Qua wow. Bây giờ chiếc xà lan chuẩn bị chìm lại nha. Ủa vậy là chìm ngấm nó luôn anh hay sao? Rồi rồi ok. Đó mấy ổng bộ quá kìa. Ôi ôi cái mỏ xà lan kìa má ơi, gãy mỏ luôn hả ta? Gãy banh hết trơn luôn. Rồi. Phía trước cái xì kìa các bạn. Rồi, vậy là một gánh nặng đã được nhẹ lên một chút rồi đó. Cẩu lên nữa. Cái mũi gãy hai ba khúc bộ cabin, nó sập xuống hai ba ấy luôn á ta. Hầm bọng gì banh hết trơn luôn nè. Gãy nó có gãy không anh? Có, bể luôn. Gãy luôn hả? Bể luôn hả? Gãy hầm trên đó. Dạ. Cái mũi nó thùng người luôn đó. Cái mũi nó cúp lên luôn rồi các bạn. Quá dữ cái mũi. Đó là cái đàn cẩu mà cái mỏ nó, cái đít nó hỏng lái luôn kìa. Vậy là hôm nay cái mũi nó cắm dưới đất đó ta. Còn cái này vậy mà ủi đem vô bờ luôn bộ im à. Bây giờ thì đã lên rồi nha các bạn. Nói vậy lặn lại rồi chắc bơm nước luôn này. Dạ chắc bể gì bơm nước luôn hả? Cái dở lên gì lúc lên gì là bơm nước luôn. Vậy nó dễ nhanh đó chứ. Mình đi nhanh đó. Dạ. Nếu mà để vậy là bơm nước còn tóc hành luôn đó, là kè vô luôn đó, dở nổi nguyên con rồi nè, dễ nè.
hồi đất nó rớt phía trước ra lục tục lục bập kìa. Đây cái chiếc tàu kéo này thì đang ủi vô này. Giờ thì đang chạy sát giữa chiếc xà lan để cho mọi người xem cho cảnh cảnh hơn nha. Giờ chắc đẩy gì bơm nước lên nè. Đẩu lên gì cho nó nhẹ. Gãy cốp banh mũi hết trơn hả ta? Dúng mũi luôn đó. Dúng mũi cho này luôn. Hầm cho nó để giáp luôn đó. Quá trời luôn. Mấy ngày anh? 30 ngày hả? Gần 20 ngày á. Gần 20 ngày. Rồi cái mẫu xà lan này chắc cũng đóng cũng lâu năm dữ rồi. Rồi hôm gà nó cài bưởi đất. Ủa chỗ này cạn hả ta? Cạn mình 5 mét nước rồi. Cái gì ở đây có 5 mét hả? Bây giờ thì mình đã lên trên tàu đây các bạn. Này, nó mớp bể banh hết trơn nè. Đó, cạn ở phía sau nè. Rồi kéo vô bờ. Hồi nãy mình đây. Hồi nãy mình cũng cho nha, vợ vợ tính nó bắt ốc đây đà đàng hoàng hết trơn đụ mà là cái ghe mình chặt ở đây rồi. Đây bây giờ thì mấy anh đang chuẩn bị kè vô bờ nè các bạn. Qua, cẩu thì cẩu lên xong rồi, cẩu này cẩu được 70 tấn ha. Đây cậu 70 tấn, giờ cậu hỏng cái lái lên luôn các bạn. Giờ cậu đang hạ ra. Ôi, coi chừng nó trở lại. Ôi, nó trở lại Thanh ơi. Coi chừng trở lại á. Bây giờ thì mấy anh đang tìm cách để chuẩn bị kéo vô bờ cho nó dễ hơn các bạn. Hiện tại thì mặt nước cái này là sâu có 5 mét thôi. Cạn, nó rất là cạn ha. Đây, cậu chỉ ra thì đã vừa lật úp lên xong rồi nè. Chèm rồi đó, biết rồi mà kéo cái mũi này, giờ kéo cho nó vô bờ xích vô trong chút xíu để chuẩn bị làm nổi lên. Bây giờ nó chìm nó lật úp dưới này nè. Chiếc này là nguyên nhân là chìm là do nghe nói là chở cát chìm. Mày chạy mày lấy ống coi ống đâu. Vừa mới lật úp lên nè. Cậu đang xả tời ra các bạn. Máy để lẹ đi. Vớt rồi gần 30 ngày gần tháng đây, cái phần này là cái phần lái đây, phần mũi đây các bạn, gãy cúp ngay chỗ này luôn nè. Giờ thì mấy anh đang chuẩn bị làm nổi vô xíu để kè vô bờ mấy chục vớt lên được nha, chứ ở ngoài này thì nó quá khó rồi. Rồi giờ nó chìm lại rồi các bạn, đây giờ mới nổi lên giờ nó chìm lại rồi, mấy anh không biết tính như thế nào đây. Rồi nó chìm lại rất là nhanh. Rồi chìm lại các bạn, chìm rất là nhanh luôn nè. Rồi anh em mở dây ghiếc kìa các bạn, rồi nó chìm lại rồi. Rồi nó chìm lại rồi, khó nữa. Rồi trước này nó bắn lên. Rồi má ơi nó sôi. Rồi. Chắc giả nữa. Wow, ở đây nó sôi lên nè. Vừa mới lật lên giờ nó chìm lại, quá vất vả cho mấy anh lại nữa rồi. Giờ mấy anh đang lội nước luôn nè. Nhiều khi hành động rồi các bạn nè. Giờ cái chỗ đó nó đang sôi lên để nó vô nước á. Lại là một thử thách khó rồi. Phải nãy mà lúc đó nãy mà bè vô trong được chút thì quá im ha. Nó sôi hết mấy cái hầm hơi nè. Bây giờ thì anh lật úp lại đầu cái là làm nghe nói là làm nổi lên hay sao á. Nhưng mà nãy phải nó nổi lên chút xíu nữa, ngon quá. Giờ đó là giờ là còn đúng cái cabin lên phía sau này, cabin này thì banh chặn nó chơi này các bạn. Không còn một cái gì chân ha. Cẩu thì vẫn còn đang chịu đó. Thì chỗ này có 5 mét nước rồi, nó vẫn còn sôi đây nè. Sôi ngục ngục luôn nè các bạn.
Tại vì mình đang ở trong chiếc ghe. Cái khó là giờ mấy anh sẽ thòng ống dưới để bơm lên nè. Đó, giờ thì sạn dây sạn cổ buộc tùm lum hết. Chỗ này nó vẫn còn sôi nè. Đây phía trước giờ còn sôi tim nè các bạn. Phía sau thì ủa giờ tiếp tục mình làm gì anh? Bơm nước hầm mũi. Bơm nước hầm mũi ha, cho nó bắn mũi lên ha. Bây giờ thì có lẽ là mấy anh sẽ chuẩn bị có đưa phi phao xuống không anh? Không, vậy là thọt ống bơm ha. Giờ tới đất này các bạn. Rồi vậy thì bây giờ chiếc xà lan đã chìm lại các bạn. Chắc có lẽ cái video mình sẽ tạm dừng tại đây ha. Các bạn hãy nhớ đón xem phần tiếp theo là cái phần trục vớt thì làm nổi lên nha các bạn. Tại vì mình nếu mình quay dài quá thì mọi người có thể xem không hết được cái chi tiết. Cho nên là tạm thời thì mình đã quay cái lúc mà cẩu lên rồi nó lật úp lại nó chìm lại đó. Bây giờ thì hẹn các bạn video tiếp theo là mấy anh sẽ làm nổi. Thì chút mấy anh làm nổi là bơm phao lên và nó bắn mũi lên các bạn. Hiện tại thì chỗ này nó đã hết độ sâu ha, nó chỉ có 5 mét thôi. Rồi giờ thì mấy anh em thợ lặn tiếp tục chuẩn bị là đưa ống xuống để mà làm nổi chiếc xà lan lên nha. Rồi video mình tạm biệt ở đây ha. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.